Theo báo Anh Daily Telegraph, Mỹ đã không ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Anh trở thành Tổng thư ký Liên minh quân sự NATO vì ông có những kế hoạch tham vọng nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Ben Wallace được xem là người có lập trường chống Nga cứng rắn, đã dẫn đầu nỗ lực cung cấp cho Kiev xe tăng chủ lực và tên lửa tầm xa. Ông từng được xem là một ứng cử viên sáng giá để thay thế Tổng thư ký NATO hiện tại là ông Jens Stoltenberg. Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, Washington đã rất lo ngại khi Anh cùng Hà Lan vào tháng 6 nhất trí thành lập liên minh quốc tế nhằm hỗ trợ Kiev có được chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất, cũng như đào tạo phi công Ukraine lái loại máy bay này mà không chờ Washington chấp thuận. Một nguồn tin nói với Telegraph, động thái này đã chấm dứt mọi hy vọng còn sót lại rằng Mỹ sẽ ủng hộ tư cách ứng cử viên của ông Wallace. Vài ngày sau thông báo chung giữa Anh và Hà Lan, Washington đã đồng ý cho phép các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay F-16, cũng như tỏ tín hiệu sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho rằng Ukraine sẽ không sớm nhận được loại chiến đấu cơ này. Một bài báo khác của Daily Telegraph gợi ý rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng không ủng hộ ông Wallace vì mong muốn nhà lãnh đạo NATO tiếp theo thuộc một nước EU. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng bình luận rằng ông Wallace thừa tiêu chuẩn để làm người lãnh đạo NATO, nhưng ông không công khai ủng hộ tư cách ứng cử viên của vị Bộ trưởng Anh. Đến cuối tháng 6, ông Wallace tỏ dấu hiệu cho thấy ông không còn kế hoạch tranh cử. Cũng theo tờ Daily Telegraph, ông Biden mong muốn người lãnh đạo mới của NATO sẽ là bà Ursula von der Leyen, hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, dù chính bà cho biết không mặn mà với vị trí này. Vào đầu tháng 7, các thành viên trong khối NATO đã nhất trí gia hạn nhiệm kỳ của ông Stoltenberg thêm một năm nữa. Ông đã lãnh đạo Liên minh quân sự Mỹ từ năm 2014. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg cũng từng được gia hạn 3 lần trước đó. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.